bão tuyết mang theo giá rét đã bao trùm cả nước Mỹ vào cuối tuần lễ Giáng sinh 2022, khiến cho ít nhất là 22 người đã thiệt mạng và hơn 700.000 người không có điện và hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy theo CBS News cho biết như vậy. Phạm vi của cơn bão tuyết năm nay gần như là chưa từng có trong lịch sử, trải dài từ khu vực Ngũ Đại Hồ gần Canada, đến Rio Grande dọc theo biên giới với Mexico. Khoảng 60% dân số Hoa Kỳ phải đối mặt với các cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt mùa đông và nhiệt độ giảm mạnh dưới mức bình thường từ phía đông của dãy núi Rocky đến Appalachia theo cơ quan khí tượng quốc gia. Theo số liệu mới nhất, thì số nhà ở và cửa hàng bị mất điện tại Mỹ tính đến nay đã giảm đáng kể so với con số là hơn 2 triệu vào sáng hôm ngày thứ Bảy, ngày 24 tháng 12, ngày lễ Giáng sinh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo đạt là 7 độ F, tức là âm 13 độ C, ở tại Pittsburgh, đánh dấu đêm Giáng sinh lạnh nhất kể từ năm 1983 cho đến nay. Nhiệt độ vào ban ngày tại thành phố Athens, Georgia và Charleston, South Carolina cũng sẽ ở mức thấp kỷ lục, trong khi Washington, D.C đã đón một đêm giáng sinh lạnh nhất kể từ năm 1989. Cơ quan khí tượng quốc gia NWS cho hay, họ chưa từng đưa ra nhiều cảnh báo và khuyến cáo về thời tiết mùa đông như hiện nay. Nhiều công ty điện lực phải yêu cầu khách hàng không sử dụng các thiết bị lớn và tắt bớt đèn để tiết kiệm điện. Đến tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, công ty Duke Energy cho biết họ đã chấm dứt chính sách cúp điện 15 đến 30 phút tại North Carolina và South Carolina mà họ áp dụng trước đó. Các đợt mất điện gây gián đoạn cuộc sống hàng ngày và gây khó khăn vô cùng cho rất nhiều người và thậm chí nguy hiểm cả đến tính mạng của biết bao nhiêu con người. Bởi họ đang phải nhờ vào nguồn năng lượng này. Họ sống và họ thở khí oxy cũng nhờ nó và họ sưởi ấm cơ thể cũng nhờ nó hơn 2.700 chuyến bay trong nước bị hủy, với tổng số chuyến bay bị trì hoãn lên đến hơn 6.400 chuyến. Trước đó thì đã có hơn 5.000 chuyến bay đã bị hủy trên toàn quốc. Các vụ tai nạn giao thông do thời tiết khiến ít nhất là hơn 20 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị mắc kẹt ngay ở trên đường. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cho chính quyền nhiều địa phương phải mở cửa trung tâm trú lạnh tại các thư viện và đồn cảnh sát và đồng thời tăng cường mở thêm nơi ở tạm thời cho người không nhà. Ông chủ tiệm vàng ở Santa Monica đã bị đánh bằng búa khi ngăn cản kẻ cướp lại nhưng giúp cảnh sát bắt bốn nghi can. Theo đài KTLA, cảnh sát Santa Monica cho biết vụ cướp xảy ra ở tại tiệm vàng Hayes ở khu phố 1200, ở trên đường Montana, vào lúc 2 giờ 35 phút chiều ngày thứ Năm. Một nghi can che mặt bước vào tiệm vàng này và cầm búa tạ đập tổ trưng bày các món nữ trang. Ông chủ thấy vậy liền đẩy nghi can ra khỏi tiệm. Sau đó một nghi can khác đến gần ông và cầm búa đánh ông. Camera ninh của tiệm vàng cho thấy trong lúc rằng co, ông chủ cởi được áo lạnh của một kẻ cướp và nghi can tìm cách che mặt lại. Sau khi đánh ông chủ hai nghi can leo lên xe và bỏ chạy, nhưng nhiều nhân chứng gọi cảnh sát rồi mô tả chiếc xe cho nhân viên công lực biết. Cảnh sát Santa Monica phát hiện chiếc xe ở khu số 1100 ở trên đường Wilshire và đã bắt được ba nghi can. Vụ cướp này còn có nghi can thứ tư không lên xe kịp và bị bắt gần ngã tư ở đường Geary và đường Idaho. Cảnh sát Santa Monica hiện là chưa cho biết danh tính của bốn nghi can chỉ cho biết là ba người dưới vị thành niên nghi can trên 18 tuổi bị bắt vì tội ăn cướp và dùng vũ khí tấn công người khác. Ba nghi can dưới 18 tuổi bị bắt vì tội trộm cắp và đánh đập người khác. Theo thông tin của nhiều người xung quanh cho biết đây là tiệm của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Theo tin của tờ báo địa phương, sở di trú thuộc Bộ Nội An của Anh đã thực hiện một vụ bố ráp ở tại một tiệm neo ở Worthing, một thành phố nằm ven biển ở phía nam nước Anh. Cách thủ đô London gần 60 dặm, hình ảnh của nhật báo The August cho thấy các nhân viên thuộc sở di trú đã bắt nhiều người đàn ông còng tay những người này và đưa họ vào đằng sau những chiếc xe van của lực lượng thi hành luật di trú. Bộ Nội An cho biết là hai người đàn ông Việt Nam 26 tuổi và 30 tuổi đã nhập cư vào Vương quốc Anh bất hợp pháp và không được quyền làm việc tại đây và họ đã bị tạm giữ trong lúc chờ bị trục xuất ra khỏi nước Anh. Bộ Nội An cũng cho biết cơ sở làm móng tay nằm trong tòa nhà West Building, thuộc thành phố Worthing. Một nam phát ngôn viên của Bộ Nội An cho biết rằng tiệm Phoenix Nails đã nhận thông báo phạt với lời cảnh cáo rằng mỗi một nhân viên bất hợp pháp bị bắt quả tang làm việc ở đây thì sẽ bị phạt lên tới là 20.000 bảng Anh. Ngoài trừ chủ nhân có thể chứng minh quyền làm việc bằng sổ thông hành hoặc là giấy tờ từ Bộ Nội An cho thấy người này có quyền làm việc ở nước Anh. Thế nên, qua vụ bắt này, tiệm có thể bị phạt lên đến 40.000 bảng Anh. Số tiền 40.000 bảng Anh này tương đương với hơn là 48.000 đô la Mỹ. Bộ Nội An có cung cấp cẩm nang hướng dẫn nhằm giúp cho các chủ nhân biết cách ngăn ngừa tình trạng thơ người nhập cư lậu. tiểu bang New York, một phụ nữ đã lên đài truyền hình và nói với chương trình tin tức Spectrum News rằng là bà bị kỳ thị bởi một chủ tiệm nail gốc Á Đông. Bà Netta Williams cho biết bà đã từng bước vào tiệm North Stereo Nail Salon vào ngày thứ Sáu ngày 12 tháng 4 vừa qua để được cắt móng và làm móng. Bà Netta cho biết một phụ nữ trong tiệm đã ghi chép những gì mà bà cần làm Đúng lúc đó thì ông Darius Huỳnh, chủ nhân của tiệm neo, đã can dự vào. Bà Nerred kể lại, ông ấy nói rằng không, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho loại người như bà hôm nay. Bà Nerred Williams cho biết bà đã hỏi thêm vài câu hỏi trước khi kết thúc với thắc mắc này dành cho ông Darius Huỳnh, có phải ông muốn nói là ông không phục vụ cho người da đen hay không. Bà kể tiếp rằng ông Huỳnh trả lời tôi không chăm sóc loại người như bà. Vào trưa hôm đó, và Anetta Williams lên mạng xã hội Facebook Live và kể câu chuyện của bà cho mọi người cùng nghe. Bà khuyên mọi người là hãy tránh đến tiệm của Darius Huỳnh. Trong khi đó, luật sư Steve Long của ông Huỳnh nói rằng bà đã tường thuật không chính xác. Luật sư Long với Spectrum News, chúng tôi có bốn nhân chứng có thể nói là câu chuyện đã xảy ra không đúng như là lời kể khi người phụ nữ bước vào tiệm và nói tôi có thể được làm móng tay hay không. Theo lời của luật sư, ông Huỳnh chỉ nói với bà rằng là ông không có thời gian để làm móng cho bà vì tiệm đã có đầy khách cho ngày hôm đó. Vì phải đeo khẩu trang che miệng và mũi và nói tiếng Anh không chuẩn giọng nên ông phải lập lại câu nói với bà another. Luật sư cho biết ông Darius Huỳnh không ngờ chuyện này lại trở thành một vấn đề phiền toái khi ông bị một số người gọi tới tiệm và nói những lời ham dọa. Luật sư Steve Long cho biết có người đã nói với ông Huỳnh là tôi sẽ đến tiệm và đóng cửa tiệm của ông trong vòng 3 phút. Vì lo sợ, ông Huỳnh đã báo với cảnh sát của thành phố. và follow luật sư cho biết là cảnh sát đã phải ghé qua tiệm neo này 3 lần trong hai ngày cuối tuần qua vì ông Huỳnh và gia đình ông lo sợ cho sự an toàn của họ. Vị luật sư nói thêm những cú gọi đe dọa có thể là giả, có thể chỉ hù dọa mà thôi nhưng thực sự không cần thiết. Nếu có điều gì cần phải khiếu nại thì bạn hãy nói thẳng chứ bạn đừng nên đe dọa người ta hoặc là gia đình của họ. Ông Huỳnh đã từ Việt Nam đến Buffalo vào năm 1992. Ông đã mở tiệm neo này trên đường Hotel News kể từ năm 2008. Theo luật sư cho biết thì ông Huỳnh chưa bao giờ bị khách khiếu nại như trường hợp của phụ nữ ở trên. Nhiều thân chủ của ông là người da đen. Còn bà William thì nói rằng bà không nghe lầm lời nói của ông Huỳnh và bà cảm thấy rất khó tha thứ chồng ấy. Bà nói hôm thứ sáu tôi nghe ông nói từ tâm của ông và nó đã đi vào tâm của tôi. Chỉ có một người có thể gỡ câu nói ấy ra khỏi tâm của tôi đó là Thượng Đế Thành thử thật là khó khi tôi ngồi đối diện Hoặc là hiểu là tại sao ông ấy đã nói như vậy Video của bà Nader đã được chia sẻ hơn 300 lần trên mạng Và video thứ nhì về tiệm neo đã được chia sẻ hơn 600 lần Luật sư cho biết là ông vẫn đang thu thập chứng cớ để mà binh vực cho ông Huỳnh Luật sư nói rằng nhiều thiệt hại đã xảy ra trong Huỳnh và cơ sở kinh doanh của ông một số người khác thì nói rằng họ cũng từng trải qua kinh nghiệm như là bà Mayer tại những tiệm neo khác trong thành phố. Nguồn tin cho biết thì bà Mayer sẽ có một cuộc hội luận tại cơ sở là Eureka Business Center vào chiều ngày thứ 5 ngày 18 tháng 4 2019 về những giải pháp tích cực có hiệu quả cho quan hệ chủng tộc. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng